Hello, xin chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Nếu như các anh em là một trong những người đang đi tìm những cái mùi hương có cái tông kem ngậy đó, khi mà chúng ta xịt lên da và cái khoảng dry down, nó sẽ có một cái gì đấy, nó giống như kiểu là một cái lớp kem ngậy hơi nhẹ nhẹ phết lên trên da. Thì video này mình sẽ dành cho các anh em đang đi tìm những cái chai nước hoa có cái tông mùi như thế. Bởi vì mỗi người chúng ta sẽ có một cái sở thích mùi khác nhau. Có người thích cay nồng, có người thích rượu, có người thích gỗ. Thì cũng có những anh em thích cái vị kiểu nó hơi kem, nó hơi ngậy ngậy, nó hơi unisex, là cái chuyện hết sức bình thường. Đó thì đấy là cái chủ đề chính của video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video này của mình thì hãy bấm like và subscribe để chúng ta còn gặp lại nhau được nhiều hơn nữa. Còn bây giờ anh em mình hãy relax và let's go. Ok các anh em, hai chai nước hoa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến ở đây thì mình không có sản phẩm ở trong tay, cho nên mình sẽ để hình ảnh thay thế để cho các anh em dễ tham khảo. Chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm của nhà Rochas và nó có tên là Rochas for Men. Đây là một trong những chai nước hoa mà nó thể hiện được rất là tốt cái mùi hương của cà phê cappuccino. Khi mà chúng ta bình thường hàng ngày chúng ta uống cái ly cà phê cappuccino rất là nổi tiếng nó như thế nào, đó là cái vị kem, nó cái vị thơm ngậy. Thì khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, nó cũng sẽ giúp cho các anh em có cái trải nghiệm mùi hương giống hệt như thế. Một cái hương thơm của cà phê cappuccino bám lên trên da. Tuy nhiên thì chai nước hoa này có một cái điểm yếu, đó là cái hiệu năng mùi nó không quá tốt. Cho nên đấy cũng là một cái điều mà cá nhân mình cảm thấy khá đáng tiếc. Nhưng nếu như các anh em muốn tìm một cái hương thơm của vị ngậy kem, của vị creamy, và đặc biệt đó là một mùi hương cà phê cappuccino, thì Rochas for Men mình muốn chia sẻ đến với các anh em. Và chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Chanel và nó có tên là Chanel Aluhomo Edison Blanche. Đây là một chai nước hoa có cái sự kết hợp giữa trái cây và một chút phết kem ngậy, rất là thú vị, rất là linh hoạt. Khi mà chúng ta sử dụng chai nước hoa này thì gần như các anh em có thể sử dụng được mọi dịp trong những ngày mùa hè. Một cái giải pháp có thể gọi là về kinh tế, chai nước hoa này nó giải quyết rất là tốt. Chúng ta có thể đi làm, đi chơi, nói chung bla bla bla, tất cả những cái dịp gì trong mùa hè thì Chanel Edition Blanche nó giải quyết được rất là tốt, cộng thêm cái hiệu năng mùi cũng rất là lâu. Đó, mùi hương cũng rất là độc đáo, một cái vị gì đấy kem ngậy bám lên da rất là nhẹ nhàng, nó không phải là quá nồng nhá. Thì nếu như anh em nào đang ở trong Sài Gòn mà chúng ta muốn tìm một cái mùi hương thơm nhẹ nhàng, bám lâu và đa dụng thì Chanel Edition Blanche là mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Đó, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Honey & Mori HM. Chai nước hoa này hình như là đã bị ngưng sản xuất. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ vẫn tìm được. Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ vẫn tìm được. Đây là một chai nước hoa có chất lượng niche trong phân khúc designer, với một cái mùi hương phải gọi là mình chưa bao giờ được chứng kiến bất kỳ một chai nước hoa nào có cái nét tương đồng với chai nước hoa này, với sự kết hợp một chút kem ngậy, một chút của quả chanh. Nếu như mình nhớ không nhầm thì chai nước hoa có lúc sử dụng của chanh. Tuy nhiên khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác giống như kiểu là một cái ly kem chanh nó bám lên trên da. Đó, một cái mùi hương rất là tuyệt vời. Ở chai nước hoa này nó sử dụng một cái nốt hương mà đến các nhà niche hoặc indie cũng rất là ngại khi mà sử dụng, đó là blackcurrant, lý chua đen. Bởi vì cái tông mùi của lý chua đen nó được so sánh với nước tiểu của con mèo rất là khai. Cho nên để mà có thể xử lý được nốt hương này, làm sao để không gây một cái gì đấy khó chịu là một cái rất là khó. Bản thân những nhà niche hoặc indie cũng rất là ít chai nước hoa dám sử dụng nốt lý chua đen. Tuy nhiên ở chai nước hoa này thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Lý chua đen nó rất là mềm mại, nó rất là thơm. Tuy nhiên thực sự đây là một chai nước hoa mà nó rất là độc đáo và không đụng mùi. Mà đã độc đáo thì chúng ta sẽ phải cần thời gian để có thể trải nghiệm, chứ nó không hề là dễ dàng. Tuy nhiên bỏ qua câu chuyện đấy, nếu như anh em nào muốn tìm một cái mùi hương đúng vị chanh kem ngậy thì HM của Honey & Mori là một cái sản phẩm mà chúng ta cũng có thể tham khảo. Chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của nhà Jardic và nó có tên là For Her. Jardic This Is Her. Đây là một bộ đôi sản phẩm của nhà Jardic bên cạnh This Is Him, với tông mùi của vani, của gỗ đàn hương, của trầm, nhang mà các anh em đã rất là quen thuộc rồi. Thì This Is Her nó lại là theo một cái thiên hướng vị kem đó, giữa nó sử dụng một nốt creamy, nốt kem, và nếu như mình nhớ không nhầm có cả vani nữa. Tuy nhiên khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này
chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất là ngậy, đó, rất là unisex. Mặc dù chai nước hoa này là thuần cho nữ, tuy nhiên thì với cái thời điểm hiện tại thì nam nữ không quan trọng, biết là chúng ta cảm thấy thích thì chúng ta bêm. Và This Is Her này, nếu như anh em nào thích những cái chai nước hoa có tông mùi kem ngậy thì nó rất rất là phù hợp. Đó, chai nước hoa thứ tư mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Chai nước hoa thứ năm là một sản phẩm của nhà Tom Ford và nó có tên là Noir Extreme. Đây là phiên bản tiếp theo của Tom Ford Noir. Và mùi hương của nó là một cái sự khác biệt hoàn toàn. Nếu như ở phiên bản đầu tiên của nó, Noir, thì đó là của hoa diên bĩ của Amber, tạo nên một cái tông mùi rất rất là classic và có thể gọi là hơi tối một chút. Nó giống như kiểu là một cái gì ạ? Giống như kiểu một anh chàng mặc nguyên một cây siêu màu đen, và lúc nào anh ta cũng là một cái gì đấy nó hơi trầm kiểu như thế, một dạng kiểu classic cổ điển. Tuy nhiên ở Noir Extreme thì nó khác rất là nhiều. Ở chai nước hoa này có sử dụng một nốt đó là Khufli, nếu như mình nhầm. Đây là một cái loại kem xoài ở Ấn Độ. Nếu như theo như mình được biết thì là họ sử dụng nguyên quả xoài và cho vào cái quả kem và cái kem ấy, kem đá nhầm. Và ở chai nước hoa này khi mà chúng ta xịt lên thì một cái mùi hương rất là sexy, thu hút và cũng rất ít bị đụng hàng. Có thể nói rằng Noir Extreme là một trong những chai nước hoa mà mình luôn đánh giá rất là cao của nhà Tom Ford. Bởi vì họ hoàn toàn có thể làm được, ngoài những cái nốt da thuộc, thuốc lá thì họ quá nhuần nhuyễn rồi, thì họ hoàn toàn có thể làm ra được những cái mùi hương nó có một cái thiên hướng giống như kiểu mềm mại, sexy và vẫn rất là đàn ông. Và Noir Extreme là một cái chai nước hoa như thế. Anh em nào mà giống như kiểu chúng ta vẫn ưa thích một cái bẻ gì đấy nó hơi vẫn là đàn ông, nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái gì đấy nó hơi giống như kiểu một anh chàng ga lăng, thì đây, mùi hương này mình nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp đó. Và chai nước hoa cuối cùng là một cái sự ngừng sản xuất rất là đáng tiếc của nhà Guerlain, Lom Idea Colonial, với sự kết hợp của hạnh nhân của citrus, trái cây rất 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 quá ngon, thôi mẹ tuyệt vời. Không hiểu làm sao nhà Guerlain lại có thể phũ phàng cho chai nước hoa này về với các cụ, trong khi mùi hương của nó đắt đỏ hơn rất là nhiều so với cái giá trị tiền mà chúng ta phải bỏ ra trong quá khứ. Chai nước hoa này hiện nay chúng ta vẫn có thể tìm được, không phải là không có hàng. Cho nên nếu như anh em có thể thì hãy vận dụng hết mọi mối quan hệ mafia của mình để có thể tìm chai nước hoa này dành cho mùa hè rất rất là ok, với cái vị ngậy ngậy nhẹ nhàng của hạnh nhân và một chút thơm của trái cây. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, chai nước hoa cuối cùng Guerlain Lom Idea Colonial. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một vài chai nước hoa có cái mùi hương giống như vị creamy, vị kem ngậy. Và nếu như các anh em nào thích thì chúng ta có thể tham khảo để sở hữu cho mình một chai nước hoa. Video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu mọi người cảm thấy vui video có giá trị. Và bye bye, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.